Hãy là một người tốt. Vào mùa thu năm 1975, diễn ra một cuộc bầu cử. Đó là một năm bầu cử và sư phụ khích lệ tất cả chúng tôi như những người công dân Mỹ rằng chúng tôi nên được biết về những gì đang xảy ra trong bầu cử. Và sư phụ thiết lập một loạt các đêm ứng cử ở tu viện Gold Mountain và mời những người đang tham gia tranh cử. Trong số đó có Quentin Koff và Karen Ritz-Silver và Moscone và nhiều nhân vật nổi tiếng khác đến bài diễn thuyết tại chùa Kim Sơn, và sư phụ khuyến khích chúng tôi đặt câu hỏi để cho chúng tôi có thể quyết định. Khi Karen Ritz-Silver, người đang tranh cử chức ủy viên công tố quận lúc đó, cô đến và đi cùng người con trai nuôi tên là Ahuey, bây giờ là Steven, nhưng tên hồi đó là Ahuey. Cô đã nhận nuôi cậu bé từ Đài Loan và cậu cũng đã mất một người mẹ, tôi nghĩ là trong một tai nạn xe máy, và vì vậy cậu ấy rất gắn bó với cô và thật khó với cậu khi phải xa cô. Vì vậy cô mang cậu theo tới đêm thảo luận ứng cử viên. Và trong khi cô ta đang thuyết diễn, thầy hàng thật đang viết chữ Hán với Ahuey. Và sau cùng cô nói, các bạn thực sự cần mở một trường học. Bởi vì tôi thực sự muốn ở Ahuey tiếp tục học tiếng Mandarin và tất cả các trường học ở San Francisco chỉ dạy tiếng Quảng Đông. Và các sư cô nhìn tôi và nói, bạn thường luôn chơi với những đứa trẻ, bạn nên mở trường học. Và Carol nói, ồ được, tôi sẽ lo các công việc về thủ tục giấy tờ và là một người tài giỏi như cô. Đó là tháng 11 và vào ngày mùng 1 tháng 3 năm 1976, cô ấy đã có mọi thứ hồ sơ sẵn sàng và chúng tôi tập trung lại với nhau. Tôi nghĩ là có khoảng 8 học sinh, con trai của sư cô Hằng Trì cũng ở đó và cậu là lớn tuổi nhất. Cậu bé khoảng 10 hoặc 11 tuổi và đứa bé nhỏ nhất khoảng 4 tuổi rưỡi. Và kinh nghiệm giáo viên duy nhất của tôi là một năm làm việc như người trợ giảng ở một nhà trẻ, một trường mầm non, và thực tế tôi vẫn tiếp tục làm điều đó. Sư phụ nói rằng tôi không cần phải từ bỏ, bởi vậy trong các buổi sáng tôi dạy trường mầm non và các ni cô chăm nom trường học, trong khi tôi về nhà vào giờ ăn trưa. Và vào đầu năm đầu tiên có một chút xáo trộn, và điều đó chắc chắn cho bài học khi bạn trải qua những thứ tương tự. Và Hòa Thượng đã giúp tôi rất nhiều trong những ngày đầu tiên. Ngài dạy khi có tình huống phát sinh, nó không giống như sư phụ bảo tôi ngồi xuống và nói rằng đây là cách con điều hành trong một ngôi trường. Ngài bảo tôi những cách điều hành chung chung là chúng tôi cần dạy trẻ em hiếu thảo đối với cha mẹ, chúng tôi cần dạy chúng kính trọng người lớn, làm một công dân tốt. Còn ngoài ra thì Ngài thực sự để chúng tôi tự tìm cách cho đến khi một khi có điều gì xảy ra, và lúc đó Ngài sẽ thử và giúp chúng tôi ra khỏi tình huống khó khăn. Với nhóm học sinh đầu tiên, chúng tôi đã đến thăm Ngài một vài lần. Chúng tôi đi một buổi tham quan, có ít trẻ em nên chúng tôi có thể đưa chúng đi bất cứ nơi nào. Bởi vậy chúng tôi tổ chức chuyến đi tham quan đến chùa Kim Sơn để thăm sư phụ, và tất cả các em đều quy y. Pháp danh các em được lấy từ kinh A Di Đà, 7 bảo vật từ kinh A Di Đà, và có quả mã, quả não, còn có quả trân, quả châu, trân châu mã não, nên Ngài đặt tên cho tất cả tụi chúng. Và sau đó chúng tôi có một Ananda, đó là tên cô ấy. Và sau đó, một trong những ni cô có con trai tên là Josh. Hòa Thượng nói đó là Mahakayip. Vì thế chúng là một nhóm trẻ rất thú vị ở trung tâm của Vạn Phật Thánh Thành. Ông đã đến thăm. Và nếu bạn đi vào lớp học của sư cô Hằng Bính bây giờ, cô ấy có những chiếc bàn màu hồng này với khả năng điều chỉnh cái bàn để nó nằm thẳng hay nghiêng. À, tuổi trẻ đã làm tôi bực mình vì chúng luôn mở cửa ra và đóng cái bàn và gây ồn ào với việc này. Và điều đầu tiên sư phụ làm khi Ngài vào ngồi đằng sau cửa của lớp học đó là cứ mở và đóng cái bàn ầm ầm ầm, và sư phụ cười lớn với tôi. Và rồi Ngài đứng dậy và giảng một bài giảng. Tôi không nhớ toàn bộ, nhưng tôi nhớ ông đã viết lên bảng bằng tiếng Trung, động vật,
có 4 chân và người thì có 2 chân. Nếu bạn muốn trở thành một con người, bạn cần đưa ra cách ứng xử. And be a good person. Hãy là một người tốt. Và tôi nhớ có một bé gái hỏi sư phụ, Hòa Thượng nói là chúng con cần có hiếu với cha mẹ, nghĩa là gì? Và bé nói, điều gì sẽ xảy ra nếu con không hiếu thảo chỉ một chút thôi? Điều đó có ổn không? Sư phụ nở một nụ cười tươi trên khuôn mặt và nói, yeah, điều đó cũng được. Có thể con sẽ chỉ có một con mắt nằm ở không đúng chỗ. Sau đó ngài cười, bé gái không biết phải nói gì. Nhưng tôi đã theo dõi cô bé ấy kể từ đó và cô luôn luôn rất có hiếu với cha mẹ. Tôi không biết cô ấy có nhớ những lời dạy đó, nhưng sư phụ rất nhẹ nhàng với trẻ nhỏ. Ngài thường chơi với chúng trong chánh điện và ngài ngồi nơi một chiếc ghế ở phía sau. Thỉnh thoảng ngài cho tụi nhỏ kẹo nếu chúng lễ Phật. Các con có nhận ra từ này không? Đây là chú chim. Neo is bird. Chú chim tên là Neo. Có thể bay, chim có thể bay, chim có thể bay, chim có thể bay. Ngựa. Đây là con ngựa. Ngựa. Có thể chạy, có thể chạy. Ngựa có thể chạy. Chú chim này. Những chú chim này có đủ các loại màu sắc, lông nó rất đẹp. Nó thích bay lên cao. Ngựa có thể chạy. Chim có thể bay. 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 Ngựa có thể chạy. Mã, đó là con ngựa. Ngựa có thể chạy, các con thấy đó, ngựa có thể chạy rất nhanh, nhanh như một chiếc xe hơi. Điều gì nếu chúng ta tất cả đều hiếu thảo? But sometimes we don't do what they say. Nhưng đôi lúc chúng ta không làm những gì cha mẹ dạy. Điều gì nếu chúng ta tất cả đều hiếu thảo? Nhưng đôi lúc chúng ta không làm những gì cha mẹ dạy, như thế là không hiếu thảo. Như thế là không hiếu thảo. Con người nên thực sự hiếu thảo, nên nghe lời cha mẹ. Nếu bạn thực sự hiếu thảo, có nghĩa bạn luôn luôn lắng nghe những điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta chỉ một chút không nghe lời. Chỉ một chút thì đây là dấu hiệu của sự xấu xí, vì vậy tôi sẽ phải hiếu thảo. Đọc to những từ này lên cho tôi. Được rồi các bạn, hãy nhắc lại các từ ở trên bảng. Nào, bắt đầu. Chim có thể bay. Ngựa có thể chạy. Chạy. Chim có thể bay. Ngựa có thể chạy. Chim có thể bay. Chim có thể bay. Ngựa. Bay. Chim có thể bay. Ngựa có thể chạy. Bạn có thể sáng tác ra hai câu đối. Chim có thể bay và ngựa có thể chạy. Đây là một cặp câu đối.
thì Tuyên Hóa đã thành lập một trường miễn phí ở quê hương ông ở Đông Bắc Trung Quốc. Và sau khi ngài đến Mỹ từ năm 1976 trở đi, bên cạnh việc thành lập Đại học Phật giáo Pháp giới, ngài cũng thành lập trường tiểu học bồi dưỡng đạo đức và trường trung học phát triển đạo đức. Những ngôi trường này dạy sự tôn trọng đạo hiếu, tình bằng hữu, lòng trung thành, sự tin cậy, sự lễ phép, sự ngay thẳng, lòng chính trực và lương tâm. Tám đức tính như là tôn chỉ của trường học, phát triển nhiều cá nhân xuất sắc, những người tuyệt vời cả về nhân cách và học thức. Ở giữa một thế giới hỗn loạn, Hòa Thượng tin chắc rằng giáo dục là một sự phòng thủ tốt nhất của một đất nước. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.